Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Sáng nay ngày 9 tháng 1, đối tượng giết người cướp của ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt giữ sau gần 3 ngày lần trốn trên địa bàn tỉnh Long An. Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1997, thường trú ấp Bến Đào 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Hóc Môn bị bắt giữ lúc 10 giờ 45 phút sáng nay khi đang lẩn trốn ở cánh đồng trên 3 ha thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An. Hiện đối tượng được bàn giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền. Trước đó, ngày 6 tháng 1, người dân nghe tiếng là hét bên trong một căn kiosk đồng thời sử dụng làm quán cà phê giải khát trên quốc lộ 22 thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, người dân phát hiện một thanh niên rời khỏi quán trên chiếc xe máy hiệu SH1 với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị P, 22 tuổi, nhân viên quán cà phê đang trọng thương và tử vong sau đó. Chiều nay ngày 9 tháng 1, sau vài giờ truy xét, Công an thị xã An Khê và lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đã xác định được nghi phạm liên quan tới vụ hỏa hoạn tại đường Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê khiến 3 người tử vong. Cụ thể nghi phạm được xác định là NTN, sinh năm 1972, chú thị xã An Khê được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ cách hiện trường vụ hỏa hoạn khoảng 900m. Bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã An Khê xác định nạn nhân V, sinh năm 1979, chú thị xã An Khê có quan hệ tình cảm với nạn nhân T, chú thành phố Pleiku và nghi phạm N Trước đó khoảng 1 giờ 51 phút ngày 9 tháng 1, người dân phát hiện đám cháy tại phòng trọ số 308 đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tân, thị xã An Khê. Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện ba nạn nhân đã tử vong trong nhà vệ sinh của phòng trọ. Sáng nay ngày 9 tháng 1, một chiếc máy bay quân sự bất ngờ rơi xuống khu vực thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, rồi nổ, bốc cháy, làm hư hại một số nhà cửa của người dân. Theo thông tin ban đầu, máy bay quân sự rơi xuống khối phố Bình Minh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khi đang bay huấn luyện lúc 11 giờ 15 phút ngày 9 tháng 1. Người dân sống tại khu vực này cho hay máy bay khi rơi đã làm sập một phần nhà người dân, hai phi công kịp thời nhảy dù thoát ra ngoài. Tại hiện trường đầu và đuôi máy bay rơi cách nhau khoảng 200 mét, các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Một người dân đang làm cỏ ở ruộng rau gần đó bị mảnh vỡ bay trúng, bị thương nhẹ. Theo thông tin ban đầu, khu vực máy bay rơi giáp danh giữa phường Điện Nam Trung và Điện Nam Bắc, hiện Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn cho biết đang xác minh sự việc và sẽ có báo cáo chính thức sớm nhất. Cảnh báo nguy hiểm từ các loại pháo tự chế, tối qua ngày 8 tháng 1, Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng đã tiếp nhận hai nạn nhân bị đa chấn thương, nguy kịch do nổ pháo tự chế. Hai nạn nhân được xác định là B và H, 14 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, Lâm Đồng. Nhập viện đêm 8 tháng 1 trong tình trạng đa chấn thương khắp cơ thể, đặc biệt nghiêm trọng tại vùng ngực, bụng và mặt. Trong đó H bị đa chấn thương nặng, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê. B được chẩn đoán thủng khí quản, thủng phổi và tràn máu mảng phổi. Sau khi thực hiện các bước cấp cứu ban đầu, các y bác sĩ bệnh viện đa khoa 2 Lâm Đồng đã nỗ lực phẫu thuật đặt nội khí quản để nạn nhân thở máy. Hai nạn nhân sau đó được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân trên bị thương do đốt pháo tự chế. Vụ nổ xảy ra gây hàng trăm vết thương trên người hai nạn nhân.